Để đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến trường đến lớp, thời gian qua Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum đã đẩy mạnh chỉ đạo các trường học trên địa bàn đồng loạt triển khai các nhiệm vụ kết hợp với công tác giáo dục và tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ. Là trường mới được thành phố Kon Tum đầu tư xây dựng dãy nhà 3 tầng khang trang, đồng thời trang bị khu vui chơi cho trẻ. Để đảm bảo an toàn cho trẻ, Ban giám hiệu trường Mầm non Hoa Hồng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum đã bố trí khu hiệu bộ và các lớp học một cách khoa học hợp lý. Đối với trẻ lớp lớn hiếu động hơn được bố trí học tại tầng trệt, trẻ nhỏ học trên tầng 2. Tuy nhiên, trong quá trình lên xuống luôn có sự giám sát của cô giáo và phụ huynh học sinh. Đồng thời, nhà trường còn chỉ đạo giáo viên các khối lớp theo dõi trẻ trong quá trình vui chơi, hướng dẫn các trò chơi phù hợp theo độ tuổi. Khi cháu nó đi học thì có phụ huynh đưa đón trẻ và cô đón trẻ và giám sát trẻ, không cho trẻ ra sát lan can. Và khi đi lên đi xuống cầu thang thì trẻ sẽ đi vịn theo tay vịn và nhà trường có vẽ những cái bước chân, là ta theo những bước chân đó thì trẻ sẽ lên xuống cầu thang an toàn hơn. Đối với mẫu giáo lớn, cháu 5-6 tuổi, trẻ hiếu động hơn cho nên là trẻ sẽ ở tầng trệt. Còn trẻ 3-4 tuổi thì ở trên tầng trên. Trường Mầm non Bảng Lăng thuộc xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum có hơn 400 trẻ theo học tại một điểm trường chính khu trung tâm xã và 3 điểm trường lẻ tại các thôn làng. Với đặc thù là xã nằm gần sông Đắk La nên ngoài việc triển khai công tác đảm bảo cho trẻ khi ở trên lớp, nhà trường còn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh chú ý an toàn cho trẻ khi ở nhà. Chỉ đạo giáo viên là phối hợp với lại phụ huynh trong các cuộc họp hoặc là qua các giờ đón trẻ, trao đổi các cái thông tin liên quan đến các cái nội dung mà an toàn cho trẻ tại trường. Giáo viên luôn nhắc nhở với phụ huynh là nhắc nhở trẻ là không có cho trẻ đi ra một mình, ra gần những cái khu vực gần những ao hồ sông suối, những cái nhà mà có gác lở hoặc là có lan can thì là hướng dẫn cho trẻ kỹ năng đi lên xuống cầu thang và hướng đi với trẻ, không để trẻ tự ở nhà một mình mà đi một mình. Đối với bậc học mầm non, cùng với việc xây dựng môi trường học tập thân thiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum còn tập trung chỉ đạo các trường đảm bảo cho trẻ được an toàn tuyệt đối cả về thể chất lẫn tinh thần. Trường duy trì kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ chơi, đồ dùng một cách thường xuyên. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú. Trong công tác giảng dạy, các trường lồng ghép các nội dung để trẻ nhận biết, nắm rõ thực hiện tốt các quy định đảm bảo an toàn cho trẻ. Thì Phòng Giáo dục đã chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện tốt về cái đảm bảo an toàn về an ninh trật tự trong nhà trường, đảm bảo trường học an toàn về phòng chống tai nạn thương tích, chỉ đạo là đảm bảo các cái giải pháp an toàn cho học sinh trong khi học cũng như trong thời gian ra chơi và chú ý hệ thống điện nước ở các đơn vị làm sao đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thầy và trò tại trường. Chăm sóc đảm bảo an toàn cho trẻ là nhiệm vụ không chỉ riêng ngành giáo dục thành phố. Để các em phát triển toàn diện, cùng với việc dạy dỗ, chăm sóc trẻ trên lớp, cần có sự quan tâm của phụ huynh học sinh và chính quyền các cấp trong việc giám sát, hỗ trợ, tạo điều kiện cho trẻ an toàn phát triển về mọi mặt.